Hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn vào ban ngày. Nhiều tài xế nói chỉ uống vài lon bia khi đi đám cưới, nhậu từ tối hôm trước vẫn tỉnh táo, dù hơi thở có cồn khi bị cảnh sát xử phạt vào trưa ngày 2 tháng 12. Từ 12 giờ, gần chục cảnh sát kết hợp từ đội cảnh sát giao thông hàng xanh, quận Bình Thạnh và gò vấp lập chốt kiểm tra nồng độ cồn dưới chân cầu vượt ngã 6 gò vấp, kiểm tra ngẫu nhiên người đàn ông 68 tuổi đang dừng đèn đỏ, lực lượng phát hiện trong hơi thở có cồn. Người này nói rằng trước đó đi đám cưới tại nhà hàng ở quận Phú Nhuận có uống vài lon bia, vẫn còn tỉnh táo nên không nghĩ mình vi phạm. Kết quả đòi cho thấy tài xế này vi phạm vượt trần khi có nồng độ cồn 0,530mg trên lít khí thở. Tôi nghĩ nhà cách chỗ đám cưới chỉ hơn một cây số, uống một ít bia nên chủ quan vẫn lái xe máy. Ông nói, tại đường Hoàng Sa, quận 1, nam tài xế lái ô tô công nghệ đang chở khách, ngạc nhiên khi bị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp nhất. Anh cho biết tối qua đi sinh Nhật Bản có uống 4 năm lon bia, sau đó về nhà ngủ, đến gần trưa nay mới nhận quốc trở khách đầu tiên. Tôi thấy mình cũng khỏe, bình thường nhưng không lường trước được, hơi thở vẫn còn cồn do nhậu từ đêm qua, anh cho biết. Tài xế này bị cảnh sát xử phạt 7 triệu đồng và tước bằng lái 12 tháng. Sau gần 3 giờ, cảnh sát đã lập biên bản xử phạt gần chục người vi phạm lỗi tương tự. Nhiều tài xế khi bị cảnh sát kiểm tra đồng đồ cồn vào buổi trưa cũng tỏ ra bất ngờ trong số này, nhiều người cho biết buổi trưa đi ăn cơm, sau đó có uống 1-2 ly bia, rồi về công ty tiếp tục công việc, xong không nghĩ lại mắc lỗi. Trong một tuần mở đợt kiểm soát vi phạm nồng độ đồ cồn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã lập 1.380 biên bản xử phạt, tạm giữ 48 mô tô và hơn 1.330 xe máy. Ngoài ra còn có 9 người lái xe dương tính với chất cấm. Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay tới sau Tết Nguyên Đán 2024, 10 cụm mỗi cụm khoảng 20 chiến sĩ kết hợp nhiều đội, công an các quận sẽ chia thành 4 ca, mỗi ca 6 giờ để kiểm tra nồng độ cồn cả ngày trên tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc này nhằm nâng cao ý thức của tài xế, tránh tâm lý chỉ chấp hành vào buổi đêm nhưng ban ngày vẫn có người say xỉn lái xe. Trước đó, trong những ngày đầu tiên thực hiện cao điểm, các tổ cũng gặp khó khăn do nhiều người đối phó khi bị đo nồng độ cồn, họ không chấp hành, bỏ xe, không thổi vào ống đo để tránh xử phạt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kết hợp nhiều biện pháp, sử dụng camera giám sát làm căn cứ xử phạt hoặc phối hợp với công an khu vực xử lý các trường hợp không chấp hành chống đối. Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra tai nạn do tài xế dùng rượu bia. Hôm 12 tháng 11, ông Phạm Cao Chí, 39 tuổi, sau khi nhậu đã lái xe ô tô tông hàng loạt xe máy, khiến nữ sinh 18 tuổi không qua khỏi. Hồi giữa tháng 11, hàng loạt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn cũng bị cảnh sát xử phạt tạm giữ xe. Trong 9 tháng năm 2025, Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hơn 93.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe, trong đó có 421 ô tô và hơn 93.000 xe máy, tước giấy phép với hơn 93.500 trường hợp. Tính từ đầu năm, cảnh sát giao thông cả nước xử lý gần 700.000 trường hợp, trung bình mỗi ngày hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23% tổng lỗi vi phạm. Bữa mùng 1 tháng 12, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông N, VTT, cán bộ phòng cảnh sát giao thông có hành vi thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách, đề xuất ban giám đốc điều động ông T sang đơn vị khác để phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó, ngày 27 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi ô tô xảy ra cự cãi Cuộc cãi vã đi tới đỉnh điểm khi một người cầm gạch chửi bới, đe dọa người còn lại. Người còn lại thì đang cầm điện thoại quay lại diễn biến vụ việc. Điều đáng nói, người đàn ông cầm viên gạch đe dọa và chửi bới là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương. Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định ngoài giờ làm việc trên quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, và người này không mặc trang phục của ngành. Qua xác minh sự việc được biết anh NHN là người có liên quan trong đoạn video điều khiển ô tô tránh vượt thiếu quan sát dẫn đến cán bộ NVTT điều khiển xe ô tô cùng chiều phải thắng gấp làm cho con của cán bộ T ngồi trong xe bị va đập vào táp lô xe. Sau khi đăng tải thì clip này nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, đa phần đều lên án hành vi thiếu chuẩn mực của ông T. Thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi thanh tra chính phủ, ngân hàng nhà nước về việc thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng. Công văn nêu rõ thời gian qua, chính phủ, thường trực chính phủ và lãnh đạo chính phủ đã có nhiều chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu ngân hàng nhà nước thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng. Trong văn bản, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành tăng trưởng tín dụng, xây dựng, giao điều hành chỉ tiêu, hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 và 2023, công tác quản lý giám sát việc thực hiện tăng trưởng tín dụng xác định hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ cho nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân, có phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên đến nay, tăng trưởng tín dụng năm 2023 còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc tiếp cận vốn tín dụng còn nhiều khó khăn, việc phân giao hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng chưa thực sự khoa học kịp thời hiệu quả còn có ý kiến phản ánh của các đại biểu quốc hội và các chuyên gia để kịp thời tăng trưởng công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả, điều hành tăng trưởng tín dụng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành tăng trưởng tín dụng, xây dựng, giao điều hành chỉ tiêu, hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 và 2023, công tác quản lý, giám sát việc thực hiện tăng trưởng tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai trong tháng 12 và kết quả thanh tra trong tháng 1 năm 2024 định hướng vị trí xây dựng sân bay thứ hai của thủ đô được đặt tại một số xã của huyện Ứng Hòa. Thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ hai là vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng năm 2050. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi hội đồng nhân dân thành phố để xem xét thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Theo định hướng quy hoạch, cả hàng không thứ hai vùng thủ đô tại khu vực phía nam của trục cao tốc Tây Bắc quốc lộ 5B giữa cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ quốc lộ 1A, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt thống nhất Bắc Nam và trục giao thông kinh tế phía nam thuộc địa bàn một số xã của huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Vị trí, phạm vi, quy mô cụ thể sẽ được cơ quan tư vấn chuyên ngành nghiên cứu báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ học sinh ngộ độc do ăn phải kẹo lạ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khẩn ra soát kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng quán xung quanh các khu vực cổng trường. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phụ huynh, quán triệt học sinh không mua đồ ăn vặt không có nguồn gốc xuất xứ. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ra soát kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường nếu bày bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, tại tỉnh Quảng Ninh ghi nhận nhiều học sinh ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn và trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoành Mô, huyện Bình Liêu bị ngộ độc thực phẩm, có các biểu hiện như đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Nguyên nhân là do ăn kẹo đựng trong bao bì túi ni lông màu xanh, phía ngoài có in chữ nước ngoài và không có phụ đề tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được bán tại các hàng quán gần cổng trường. Để khuyến khích học sinh giỏi, tạo động lực cho các em ưu tú, nhiều giáo viên và hiệu trưởng ở thành phố Hà Nội đề xuất nên cộng điểm cho các học sinh đạt giải cấp thành phố trong kỳ thi lớp 10 công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết đã nhiều lần đề xuất vấn đề này với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đã tiếp nhận và đang nghiên cứu xem xét. Trước đây Hà Nội và nhiều tỉnh thành vẫn cộng 1 đến 2 điểm ưu tiên vào lớp 10 cho những học sinh đạt giải cấp thành phố. Nhưng từ 2014 khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông chính sách này bị bỏ. Hiện nay Hà Nội chỉ cộng điểm cho học sinh đạt giải thành phố tại vòng sơ tuyển nếu các em đăng ký thi vào lớp mười chuyên. Điểm sơ tuyển là tổng điểm thi học sinh giỏi từ 2 đến 5 điểm, xếp loại học lực 4 năm từ 8 đến 12 điểm và điểm tốt nghiệp trung học cơ sở là 2 đến 3 điểm. Đạt từ 10 điểm trở lên thí sinh đủ điều kiện thi chuyên. Vì cộng nhiều đầu điểm nên mức tổng dễ dàng hơn 10, giải học sinh giỏi gần như không có ý nghĩa. Trong khi đó theo nhiều giáo viên để lọt vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố chưa bàn tới chuyện có giải hay không, học sinh phải trải qua nhiều vòng đánh giá, đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tháng 12 năm 2023 vẫn có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong tháng 12 không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất, tuy nhiên cường độ các đợt không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 1 đến 2 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn nữa. Cũng trong tháng này, các đợt mưa vừa, mưa to có thể tiếp tục xảy ra tại Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm, tuy nhiên vẫn cần đề phòng xuất hiện mưa rào và rông. Hiện tượng rông lốc và xét có thể kèm theo mưa đá vẫn xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo Hoạt động kết hợp của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này cũng là thời điểm cuối của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao vẫn sẽ xảy ra trên khu vực, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá.